Minh Hằng cùng chồng đại gia chuẩn bị quà sang chảnh tặng cho khách mời dự đám cưới. Ca sĩ kiêm diễn viên Minh Hằng và ông xã đại gia Quốc Bình khá chu đáo khi chuẩn bị món quà, bày biện sẵn trong phòng nghỉ để chào đón và cảm ơn khách mời dành thời gian tới tham dự hôn lễ của mình vào ngày mai 18 tháng 6 tại Vũng Tàu. Sau 6 năm hẹn hò, ca sĩ Minh Hằng đã chính thức về chung một nhà với doanh nhân Quốc Bảo vào hôm 13 tháng 6 vừa qua. Ngày trọng đại của mỹ nhân nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn, trang mạng xã hội. Như đã thông tin trước đó, Minh Hằng giữ kín hình ảnh chồng vì không muốn anh bị ảnh hưởng nhiều khi có vợ là người showbiz. Ngoài nghi thức cưới hỏi, rước dâu truyền thống, những thử thách khó nhằn do cô dâu đặt ra, độ hot của dàn phù dâu phù rể, thì những hình ảnh hiếm hoi trong lễ vu quy của nữ diễn viên Ngôi Nhà Hạnh Phúc còn gây chú ý khi chú rể luôn được giấu kín dung nhan. Chỉ còn một ngày nữa là đến hôn lễ của Minh Hằng và ông xã doanh nhân Quốc Bảo ở bãi biển chính thức diễn ra. Thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ và bạn thân Khả Ngân đã di chuyển tới Vũng Tàu, chuẩn bị cho ngày quan trọng. Ít phút trước, Khả Ngân bất ngờ tiết lộ quà tặng Minh Hằng gửi tới khách dự đám cưới. Theo đó, nữ ca sĩ và đại gia ngành dệt khá chu đáo khi chuẩn bị món quà, bày biện sẵn trong phòng nghỉ để chào đón và cảm ơn khách mời dành thời gian tới tham dự hôn lễ của mình. Món quà là những sản phẩm của một hãng mỹ phẩm nổi tiếng Hàn Quốc. Ngoài ra còn có cuốn tạp chí hình ảnh bìa là Minh Hằng trong trang phục váy cưới. Trước đó, nữ diễn viên vừa đi vừa khóc cũng hé lộ món quà đầu tiên gửi tặng cho khách là một voucher chăm sóc sắc đẹp trị giá 24 triệu đồng. Minh Hằng vui vẻ cho biết, đi ăn cưới ở biển xong là khách mời được vào thẳng spa tân trang lại nhan sắc liền. Được biết bên cạnh voucher giá trị khá khủng, khách dự cưới Minh Hằng cũng sẽ được nghỉ dưỡng tại phòng riêng thuộc resort hạng sang. Vì muốn đám cưới diễn ra riêng tư, nên nữ ca sĩ hạn chế sự tác nghiệp của truyền thông. An ninh trong ngày trọng đại cũng được thắt chặt với đội ngũ bảo vệ đông đảo. Những ngày qua, nhiều người bất ngờ khi thấy hình ảnh Minh Hằng xuất hiện trên nhiều bảng billboard, bảng quảng cáo tại các địa điểm sầm uất tại thành phố Hồ Chí Minh như ngã 6 Phù Đổng, khuôn viên Bitexco, màn hình bên ngoài Vincom, Landmark 81. Thậm chí, nữ ca sĩ diễn viên còn xuất hiện tràn ngập trên toàn bộ hệ thống bảng quảng cáo sân bay Tân Sơn Nhất. Đối với Minh Hằng, lễ cưới là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời. Chính vì thế, nữ ca sĩ muốn mỗi chi tiết trong đám cưới, dù là nhỏ nhất, cũng đều sẽ mang đậm dấu ấn của cả hai. Cô bày tỏ không nhất định phải tổ chức đám cưới theo đúng khuôn mẫu, bởi lễ cưới và tiệc cưới không chỉ là sự kiện của cá nhân, mà còn là khoảng thời gian bên nhau của những người thương, sẽ chia niềm vui và hành trình tình yêu của hai đứa mình. Mình tận hưởng từng phút giây khi được tự tay chuẩn bị mọi thứ, vì chắc chắn sẽ không ai hiểu những mong muốn của bản thân hơn mình. Và quan trọng hơn hết là mình đã cân bằng để ngày trọng đại này được rạng rỡ vô lo. Nói thêm về lý do tổ chức đám cưới riêng tư và giấu mặt chú rể, Minh Hằng giải bày vì cô muốn bảo vệ nửa kia của mình. Mình hay nói với anh rằng cảm ơn anh vì đã lấy hết can đảm yêu một nghệ sĩ. Từ khi chính thức công bố thông tin, không ít lần tên anh nằm trong từ khóa của Google Search. Mình là nghệ sĩ Minh Hằng, nhưng gia đình, bạn bè, khách mời của mình không là nghệ sĩ. Do đó, bảo mật thông tin là điều mình cố gắng dành cho anh. Hằng chỉ xin đứng ra một ngày với vai trò người vợ đứng ra bảo vệ chồng mình, nữ ca sĩ chia sẻ. Đám cưới của Minh Hằng và chồng doanh nhân Quốc Bảo sẽ được diễn ra vào ngày 18 tháng 6. Giọng ca Một Vòng Trái Đất sẽ tổ chức ngày vui trọng đại tại Hồ Tràm, Bà Rịa, Vũng Tàu, có khoảng 300 khách mời tham dự, là những nghệ sĩ bạn bè thân thiết của cô dâu, chú rể. Khách được yêu cầu mặc trang phục đỏ, đen, xanh nước biển, mang theo thiệp. Bên cạnh đó, cô cũng đặt ra nhiều yêu cầu với khách tham dự, như mang thiệp khi đi dự tiệc, mặc đúng dress code để lên hình cho đẹp, không đính kèm trẻ em, không đi giày cao gót. Người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi hôn lễ của nữ diễn viên Bảy ngọt ngào vào ngày mai.